Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Goals nhận tham gia ăn chia và tham gia ăn chia 200 triệu token GSSET nha các bạn. Thì airdrop này là airdrop ăn chia 200 triệu token. Thì để tham gia vào dự án hôm nay, các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở cái form này cho mình. Thì con token này nó chạy trên nền tảng là BSC. Ok, thì sau khi các bạn mở form ra thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ cũng đơn giản thôi các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên nữa là chúng ta join vào kênh Telegram. Các bạn vào đường link đầu tiên, join vào kênh Telegram. Ok, chúng ta tiến hành join. Thì sau khi các bạn join xong thì sẽ có một cái con bot nó hiện lên nha. Nó sẽ có một cái con bot hiện lên là nó yêu cầu các bạn là xác thực captcha. Thì các bạn ấn nút I'm not robot giống mình nhé. Nó sẽ hiện ra cái tên username Telegram của bạn như thế này nè nhá. Sau đó các bạn ấn nút I'm not robot thôi. Ok, chúng ta tiến hành join này. Các bạn đợi một tí cho nó hiện lên nhé. Sao của mình không hiện đây? Ok, nếu mà nó không hiện như mình á thì có thể là được luôn nhé. Các bạn không cần nhập captcha. Còn nếu mà hiện ra cái tên của các bạn á thì các bạn ấn nút I'm not robot với mình nhé. À, mình gửi được nè. Ok, thì sau khi các bạn join xong thì các bạn quay trở lại form. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel. Các bạn vào đường link thứ hai. Chúng ta tiến hành join. Ở đây là contract. Để mình xem contract của con tóc này tổng cung nó bao nhiêu nhé. Tổng cung của nó là 1 tỷ các bạn. Ok, sau khi các bạn join xong thì các bạn quay trở lại form. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter. Các bạn vào đường link Twitter. Trên Twitter của dự án các bạn ấn nút follow. Sau khi follow xong thì các bạn kéo xuống đây thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ lên một cái trực tiếp, các bạn vào retweet từ bên lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại form. Rồi mình tí nhé. Ok, được rồi. Thì sau đó thì các bạn kéo xuống đây, chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Chúng ta điền lại thông tin như sau. Đầu tiên là Telegram user, có nghĩa là username Telegram. Thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram. Các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé. Ok, tiếp theo đó là Twitter handle, có nghĩa là username Twitter. Thì các bạn quay trở lại với mạng xã hội Twitter. Các bạn về tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại form. Các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây. Tiếp theo đó là cuối cùng là địa chỉ ví Binance Smart Chain BEP20 BSC. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SeaBay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain giúp mình nhé. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái địa chỉ ví Binance Smart Chain của các bạn vào đây. Ok, sau đó thì các bạn kiểm tra lại tất cả các thông tin mà các bạn đã điền đầy đủ hết chưa. Sau đó các bạn kéo xuống đây, các bạn ấn nút gửi, chúng ta tiến hành gửi form đi thôi. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là tham gia ăn chia 200 triệu token GSSET đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.